Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ không nói về xe cộ, mình cũng sẽ không nói về cái đống đồ như là nãy giờ đang soạn đồ, mà mình sẽ nói về một cái vấn đề khác. Cái vấn đề đó chính là gì? Đó vấn đề chính là tương lai. Thì tương lai thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào hiện tại, dĩ nhiên thôi. Thì các bạn, như các bạn đã cũng biết, thì trong vòng 2 năm gần đây thì mình đang theo đuổi một cái tương lai lớn nhất của mình, đó chính là luyện cho tay đua Suzu để có thể nâng tầm quốc tế. Nhưng mà ngoài cái tương lai đó thì mình cũng còn muốn một cái tương lai khác cho những anh em nhân viên của mình, rồi thậm chí là như các bạn biết, cái thằng mà đang quay phim cho các bạn á, nó là một cái tương lai đó, chưa biết nó như thế nào, nhưng mà ok, cái thằng quay phim nó rất là đam mê đua xe, mình tạo mọi điều kiện cho nó. Và tới giờ phút này thì đua xe thì chưa biết nó giỏi hơn ai, mà cũng chưa biết nó ai giỏi hơn nó, tại vì bây giờ cũng chưa có dịp để mà cho nó đi thể hiện. Dù gì thì tuổi nó cũng hơi lố lố, là nó khoảng 21-22 rồi, là nó bây giờ giải nào vô cũng hơi khó, nhưng mà không sao, giải trong nước thì có thể không tham gia được cũng không sao, thì mình sẽ còn hướng tới cả giải quốc tế nữa. Mình chơi mà chơi đã, chỉ cần lính mình nó mà đam mê là mình cho nó lên hơn luôn. Thì ngoài cái thằng này ra thì nó có thêm một thằng nữa, là thằng này là thằng lính mới toàn tan đó. Hiếu, mày bước ra đây coi. À, thằng này là thằng lính mới toàn tem, và tới bây giờ là nó làm được cho mình khoảng một năm hơn. Đấy, nó là một cái thằng rất là trẻ trâu. Lúc mà mày vào đây là mày mười mấy tuổi, mày nói mọi người nghe coi. 15 tuổi. Lây chưa? Là mới lớp 9 mày vô lớp 10 chưa? Đâu, vô lớp 10 rồi. Mà hai anh Tấn đi tuyển người là ảnh ở nhà là ảnh nhất định là ảnh nói mẹ luôn. Hey, con không có muốn đi học nữa, con cảm thấy là việc học hành nó không có phù hợp với con. Thì cái hay của nó là cái gì? Cái hay của nó là nó can đảm, dám nói với ông bà già nói vậy. Chứ thời xưa mà tôi nói kiểu đó, thời này không có ngồi ở đây đâu, xưa là tôi quánh chết mệt luôn. Nhưng mà ok, nó là gì? Dám nói với ông bà già đó. Học hành không tốt, bản thân mình là mình sẽ biết mình giỏi cái gì. Ok, thích đi học nghề sửa xe, qua đây học nghề sửa xe. Bữa giờ thấy đi đua cũng khoái lắm. Mới hỏi nó bây giờ ok mày đi theo tao không? Tại vì bây giờ nó chính là một trong những đứa mà sẽ có cơ hội đua nhiều hơn. Tại vì cái độ tuổi của nó đang còn trẻ, năm ngoái nó 15, năm nay nó 16, thì đang là phù hợp với cái lứa tuổi giải từ 15 tới 18 của hệ Honda. Honda nó mới chạy cái hệ Honda NSF 100, hệ đó là dành cho tài năng trẻ. Thì nó đã quyết định là ok, đi làm không có tiền cũng không sao hết á, chỉ cần được đua mỗi tuần là thôi. Thế là ảnh đã quyết định là mỗi tuần ảnh cắm đầu đi làm đây, và không tiền không bạc, chỉ ước mơ cho đến ngày cuối tuần được đi đua, là coi như là thay vì phải trả học phí, tôi trả tiền đua, tiền sân, tiền bãi, thì ok, lấy tiền đó để mà đi đua. Thấy nó liều không? Má trẻ mà, trẻ thì giờ có tiền nhiều cũng vậy à. Ở đây, ở nhà, về nhà ăn cơm mẹ nói mọi thứ, nhưng mà cái mình nói đó chính là cái gì? Mình phải biết mình lợi thế cái gì, và mình biết mình đam mê cái gì. Còn trẻ thì ok, thích thì mình thay đổi mà mình quyết định rồi. Mà những cái thằng này á, mình hơi bị khoái nó, à suốt ngày chửi nó hoài, mà nó cũng hơi khờ, nhưng không sao, chửi nhiều riết nó sẽ thông minh. Rồi bây giờ mày ra mày lấy bộ giáp ra đây cho tao. Đây, mày biết bộ giáp mà tao mua cho ai không? Dĩ nhiên rồi, tao mua cho tao. Mà xui cái là tao mặc không vừa, nên thôi tao quyết định là tao tặng cho mày. Cái thằng mà quay phim á, nó còn không có được ưu đãi tới cả này đâu, nó phải tự bỏ tiền nó đi mua bộ giáp. Hàng sếp mày ở ngoài kia kìa, nó làm đây 10 năm á, nó cũng đéo có được cái đặc quyền là độ mà lấy mấy bộ giáp này anh Tấn cho đâu, hiểu chưa? Thì mày phải hiểu là vì sao, hiểu không? Vì sao mà người ta tặng cho mày, và mày đừng có phụ lòng anh em à, nhất là cái phụ lòng thằng sếp mày ngoài kia. Tao là bây giờ tao sếp nhỏ thôi, tao là sếp về mảng đua xe, thì đừng có bao giờ mà nói về giá trị tiền bạc với tôi hết đó. Tôi á là chỉ cần mà làm cho tôi thấy thích, không cần nói nhiều. Tôi ghét thằng nào nói nhiều lắm, làm chịu nghe, chịu lời, chịu chửi, chịu rút kinh nghiệm là ok, anh sẽ lo về cho tương lai. Đó là cách mà mình điều hành công việc.
mình không có tiết tiền, nhưng mà cái quan trọng là em phải ngoan đó. Thì đây là bộ giáp mà ta đã mua, mà ta đã mua được khoảng 2 tuần rồi mà ta giấu tới ngày hôm nay, tại vì ngày mai sẽ là cái ngày đầu tiên là tao sẽ cho mày vô sân đua để mày chơi, nên tao quyết định là hôm nay là cái ngày mà tao sẽ trao tặng nó cho mày. Thì đây sẽ là một cái bộ giáp để mà cho giúp mày còn có thể gặp lại má mày nhiều lần trong thời gian sau, chứ nếu mà chơi da thịt như thế này không thì chắc nè nó cũng lì lắm. Chạy xe mẹ chưa đủ tuổi, chạy cúp gì cũng đi phượt các kiểu, té chạy tay chạy chân về bà già chửi các kiểu là đều. Nhưng mà ok, ước mơ nó có ước mơ, nó làm cho mình nhớ là hút còn trẻ mình cũng có ước mơ. Thì ok, ước mơ anh cho chú đôi cánh, chuyện còn lại là chú cố gắng làm việc tích cực tập luyện để mà thành công. Rồi thì đây là một cái câu chuyện mà mình nói với các bạn trẻ, các bạn trẻ chỉ cần biết cống hiến, cống hiến và cống hiến, đừng có suy nghĩ gì nhiều hết, thì bảo đảm một ngày đẹp trời là các bạn sẽ được có người ủng hộ cho đam mê. Và nói thẳng luôn thì giờ mình cũng còn có thể là có một suất nữa cho mấy anh em nào mà muốn mà đi học nghề, nhưng mà mình giới hạn độ tuổi, mình chỉ muốn mấy đứa nào khoảng từ 14 15 tuổi thôi, có nghĩa là không vướng bận gia đình, không vướng bận cái gì hết. Đi học không tiền lương không gì hết, cho mẹ ăn uống thôi, thích thì anh sẽ chỉ cho nghề, chỉ cho thêm tay đua, biết đâu được 10 năm nữa đại diện Việt Nam đua ARRC giống như là cao Việt Nam bây giờ, mà cao Việt Nam đâu có mất tới 10 năm, khoảng 5 năm thôi à. Với mà trình độ huấn luyện mà có mọi thứ trong tay như anh kỹ sư hẻm này, từ xe cộ trang thiết bị giáp tới cả trình độ kinh nghiệm huấn luyện này thế này á, thì tôi hứa luôn á, những cái học viên mà tôi đưa ra thì bảo đảm 100%, nhưng mà tôi tuyển rất là khó. Bởi vậy nên ai mà có mong muốn á thì chưa hẳn là tôi sẽ nhận đâu. Nói chung là tôi cũng tẩn tẩn lắm, tôi thích thì tôi nhận, không thôi thì tôi không thích mấy thằng nào nói nhiều, tôi chỉ thích mấy thằng mà nó được việc nó nghe chửi thôi, chửi mà biết tiếp thu, chứ chửi mà ghim ghim mấy thằng đó là tôi chôn nó nhiều rồi. Rồi trong xong cái phần của chú, hiểu chưa, làm được bao nhiêu năm rồi. Giờ tao hỏi mày một câu thiệt lòng này, có bao giờ tao chửi mày mà mày cảm thấy là mày bực tức rồi mày ghét tao không? Mày phải nói thiệt nha, mày nói xạo là trời đánh đó con. Đồ má chưa luôn hả ba? Má trời ở ngoài đánh rồi ông nội. Đó, nhớ nha con. Bộ giáp này cũng được khoảng nửa chiếc Exeter của con mong muốn rồi đó. Quên nữa, bữa nay còn cặp găng tay nữa mà sau khi hỏi sếp nó mới dám tặng chứ không phải tặng sếp nữa trước. Chỉ có cái này là mình chơi hơi ưu tiên trong nhà thôi. Ở trong nhà này mày nên nhớ nha, đúng một mình mày là được tặng nguyên bộ giáp mới thôi. Đúng một mình mày hả? Mày hỏi anh Hoàng đi, anh Hoàng không có cửa luôn á, hiểu chưa? Rồi thì sau tiết mục đó bắt đầu mình sẽ tới tiết mục mới về sân EK với lại đẹp rồi hoang nhiều. Anh em nào mà ủng hộ thì vui lòng liên hệ kỹ sư hẻm ha, sân EK 3D màu vàng đen đó, mắt sên của nó vàng đen nha, EK 3D chính hãng luôn, giá của nó là 850.000 một sợi. Có hai bản, bản 124 mắt và bản 132 mắt. Và ngoài ra đĩa Pro Bike, toàn bộ các xe đua trong nhà mình đang sử dụng nhân 7075, giá chỉ từ 450.000 một cái thôi. Và hiện giờ mình đang sản xuất rất là nhiều dòng phù hợp cho tất cả mọi loại xe. Thì mọi chi tiết anh em nào mà cần về đĩa Pro Bike thì hãy liên hệ trực tiếp với lại bên Trung Thu Shop để mà có thể hỏi order hoặc là lấy cái sản phẩm mà mình cần, hoặc là có thể liên hệ với kỹ sư hẻm. Nếu mà những cái dòng xe mà bạn đang có như là KTM 390 hay là những cái dòng thông dụng Exeter 150, Windows 50, Raider, Sonic, xe chia thì những dòng đó thì luôn có sẵn, khỏi cần phải hỏi, chỉ cần thích mẫu nào thôi là ok. Thì đó, bây giờ camera sẽ quay một vàng mẫu cho mọi người xem. Thì hôm qua là mình đã review rồi cái đĩa này, đây là một cái đĩa sắt, đĩa thép, và đây là một cái đĩa nhôm. Thì một cái đĩa thép nó có trọng lượng lúc nào cũng sẽ là gấp 3 lần một cái đĩa nhôm ở cùng một thông số, nhớ nha, gấp 3 lần. Vì thế à, muốn nhẹ xe, thích đua bơi, ok, đẹp và bền, nhất định là phải xài sản phẩm 7075 của ProBike nha. Hãng này là của Việt Nam sản xuất luôn, 100% người Việt mình sản xuất và 100% người Việt mình thiết kế, có bảo hành đầy đủ cho mọi người luôn. Bao xài, kỹ sư hẻm là một khi mà đã giới thiệu cái gì là bảo đảm một cái đó là phải rất là ngon mình giới thiệu, chứ mình không có làm bậy làm càng, không phải món gì mình cũng khen hết. Cái nào mình xài rồi mà mình kiểm định rồi mình mới dám nói anh em mua, chứ không mấy anh em mua mà xài dở anh em chửi mình chết. Đấy, ai mà có nhu cầu thì ok, hãy liên hệ với Facebook Gia Cát Việt Tuấn để mà xin được gia nhập team
tốt nhất là độ tuổi khoảng 14, 15, 16. Không, 16 chắc cũng hơi già đó, tôi nghĩ là khoảng 14, 15 đi thì khoảng nó hợp hơn. Không có ràng buộc gia đình, thoải mái về thời gian là đi học, đi làm. Ok, có ước mơ cao là được rồi. Còn mà chuyện mà tôi nhận hay không thì không phải các bạn gửi yêu cầu cho tôi là nhất định là các bạn sẽ được nhận ha. Ngoài bạn ra nó còn thấy 1.000 người khác cũng muốn vậy, nhưng mà tùy duyên, vạn sự tùy duyên. Rồi ok, chào mọi người, kỹ sư hẻm. Tôi cảm giác không biết cảm ơn gì hết, trời ơi trời. Thì cũng ra sao? Cũng sẽ bị gì